Xin chào tất cả các bạn. Mùa hè nắng nóng khiến cho nhu cầu các món giải khát tăng lên đột biến. Một que kem mát lạnh sẽ giúp bạn xua tan cái nắng hè oi ả. Có bao giờ bạn thắc mắc những que kem đấy được tạo ra như thế nào không? Hôm nay hãy cùng công nghệ mới Hoàng Tùng theo dõi quá trình sản xuất kem que nhé. Ở đây mình có chuẩn bị một số nguyên liệu làm kem, gồm bột làm kem Grim A+, cốm, dừa và đậu xanh. Để kem được ngon chuẩn vị thì bạn phải pha bột theo đúng tỷ lệ. Với một gói bột kem của công nghệ mới Hoàng Tùng cần sử dụng 3,7 lít nước. Trộn đều tay cho bột được tan trong nước không bị vón lại. Bạn nên sử dụng máy đánh kem cho quy trình này để tạo được độ xốp cho kem. Sau khi trộn bột làm kem, bạn có thể mix thêm các vị cho đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng. Ở đây mình sẽ thêm một chút cốm vào, những nguyên liệu khác bạn có thể thêm tùy chỉnh theo ý thích. Bước tiếp theo, đổ kem từ thố vào dụng cụ rót kem chuyên dụng, rồi rót bột kem vào từng khuôn nhỏ. Đậy nắp và cắm que kem để dễ dàng lấy ra khi kem đã đông. Tiếp theo, bạn chỉ cần nhấn nút và điều chỉnh nhiệt độ là đã gần như xong quá trình làm kem rồi. Trong thời gian chờ kem được làm đông, hãy cùng công nghệ mới Hoàng Tùng đánh giá chi tiết chiếc máy làm kem PM80 này nhé. Chất liệu inox bền bỉ không han gỉ, hạn chế sự thoát nhiệt, độ an toàn cao và dễ dàng vệ sinh. Hệ thống tản nhiệt hoạt động hết công suất nhằm đẩy nhanh tốc độ làm lạnh. Với hai khuôn làm kem lớn gồm 60 khuôn kem nhỏ, tạo được số lượng kem tương ứng. Hơn nữa, bạn chỉ mất 25 phút để cho ra một mẻ kem đông cứng đạt tiêu chuẩn, giúp cho năng suất tăng cao, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian sản xuất, mang lại lợi nhuận lớn. Bộ điều chỉnh nhiệt được thiết kế sau máy với nhiều mức độ điều chỉnh tùy thuộc cho từng loại kem. Như vậy là kem đã đông rồi, chúng ta hãy cùng nhau xem thành phẩm nhé! Giữa mùa hè được thưởng thức những chiếc kem mát lạnh này thì quá đã phải không các bạn? Chúng ta cùng thưởng thức nhé!